6 đội nghệ sĩ của làng hài mở hội sẽ tranh tài trong đêm thi cuối cùng của vòng 1. Một đêm thi tưng bừng và tràn ngập những giai điệu hấp dẫn với chủ đề cảm tác âm nhạc. 30 năm cuộc đời, bao nhiêu năm rồi. Vậy cái động tác này vui. Những câu chuyện độc nhất, lạ nhất kết hợp với những bài hát ngẫu hứng và bất ngờ sẽ khiến người nghe phải cười bật cửa. Bà ơi, tôi đến đây không phải là để xin tiền hay xin gạo. Làm vậy? Mà tôi chỉ muốn xin bà cho tôi một đứa con. Đón xem Làng Hài Mở Hội phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 12 giờ thứ năm ngày 14 tháng 9 trên truyền hình Vĩnh Long 2, hoặc xem đầy đủ chương trình thông qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.